Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua giá heo hơi dao động nhẹ quanh mốc 65.000 đồng trên 1 kg. Theo lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định, giá heo hơi có thể duy trì ở mức giá tốt cho đến cuối năm nay. Hiện nay, mức bình quân cả nước là 64.000 đồng trên 1 kg. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định, dự báo giá heo hơi có thể sẽ tiếp tục neo ở mức cao từ nay đến cuối năm bởi tổng đàn heo hiện nay đang ở mức thấp. Việc tái đàn đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu vẫn còn cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận, khiến cho người chăn nuôi không còn động lực sản xuất nhiều. Do dịch bệnh xuất hiện ở một số địa phương nên thời gian gần đây, lượng heo non chưa đến lứa xuất chuồng cũng được người chăn nuôi tranh thủ bán, khiến cho giá heo hơi thời gian vừa qua có xu hướng chững lại. Bên cạnh đó, có thông tin vui đối với các hộ chăn nuôi, đặc biệt là ở thị trường miền Bắc. Theo nhiều thương lái có kinh nghiệm lâu năm tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam nhận định, bắt đầu từ ngày mai, công ty cổ phần chăn nuôi CP, một số kho ở khu vực Hòa Bình và Thái Nguyên sẽ đóng cửa chuồng. Chính vì vậy mà tình trạng khan hàng cục bộ sẽ xảy ra trong ngày mai. Bởi cũng như mọi khi, cứ các công ty chăn nuôi lớn hạn chế xuất bán ra thị trường là y rằng giá heo hơi sẽ tăng trở lại. Ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, nhiều địa phương vẫn có mức giá từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Một số địa phương như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương hay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mức giá bình quân 65.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay bán khá tốt. Lượng heo về chợ không nhiều như những ngày vừa qua. Ước tính trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ dao động khoảng 2.500 cho đến 2.700 con. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi vẫn đang dao động từ 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá bán khá tốt như khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hay các địa phương ở khu vực vùng cao như Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn trong ngày hôm nay không có sự thay đổi. Ngay như các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên hay Sơn La cũng đang đi ngang trong ngày hôm nay. Không giảm giá là tin mừng đối với các hộ chăn nuôi. Cho dù nhiều địa phương trong ngày hôm nay vẫn đang đi ngang, nhưng tin rằng với xu hướng tăng giá của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngày mai thì chắc chắn thị trường miền Bắc sẽ tốt dần lên. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, mức giá từ 62 cho đến 65.000 đồng là mức giá phổ biến. Nhiều địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá bán khá tốt hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, khu Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá thấp hơn. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi chỉ báo giá 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Hay các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, từ khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi kéo dài cho đến khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay, phổ biến khung giá từ 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Tây Nguyên, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá nhỉnh hơn cả, nhiều nơi báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên, những khu vực như Gia Lai, Kon Tum, đặc biệt nhiều huyện khu vực An Khê của Gia Lai trong ngày hôm nay chỉ báo giá 62.000 đồng trên 1 kg. Bán nhỏ lẻ với heo đẹp thì được mức giá 63.000 đồng, các địa phương khác không có sự biến động. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, mức giá cao là 63 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên cũng có những địa phương chỉ dao động 61 cho đến 62.000 đồng. Một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay ghi nhận khung giá 63 cho đến 64.000 đồng là khung giá phổ biến. Thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, phần lớn các địa phương báo giá 63.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Vĩnh Cửu hay quanh khu vực thành phố Long Khánh cũng có mức giá này. Trong khi đó, Bình Dương, Bình Phước hay khu vực Tây Ninh, heo đẹp thì được mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Bán nhiều hoặc là heo xấu hơn thì dưới mức giá này. Các tỉnh ở thị trường miền Tây như khu vực An Giang 64.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Long trong ngày hôm nay đang cần mức giá 63.000 đồng. Khu vực Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ hay khu vực Kiên Giang có mức phổ biến từ 62 cho đến 64.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo.
Bên cạnh đó, giá heo giống hiện nay cũng đang hạ nhiệt so với những ngày đầu năm, phổ biến giảm từ 20 cho đến 30.000 đồng trên một con. Cụ thể, giá heo giống tại thị trường miền Bắc vẫn ở mức cao nhất. Heo giống ở các trang trại chăn nuôi lên đến 1,7 triệu đồng trên một con đối với những đàn heo siêu với điều cân từ 7 cho đến 9 kg, trong khi đó khu miền Đông Nam Bộ và các tỉnh ở thị trường miền Tây chỉ trên dưới 1,5 triệu đồng trên một con với biểu cân từ 7 cho đến 10 kg và dòng heo siêu. Còn đối với giá heo hơi trong ngày hôm nay được cập nhật ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mức giá dao động từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương có mức giá bình quân 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Trên địa bàn Hưng Yên, nhiều nơi báo giá 63 cho đến 64.000 đồng. Tuy nhiên, ở cục Khoái Châu của Hưng Yên, đối với những đàn heo đẹp, một số hộ chăn nuôi vẫn báo giá 65.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh có mức giá 64.000 đồng. Đặc biệt khu Lương Tài, Yên Phong đang dao động khung giá này. Vĩnh Phúc 63 cho đến 65.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Thuộc Hải Hậu và Ý Yên, nhiều nơi báo giá 64.000 đồng. Các bạn có thể tham khảo thêm hai địa phương này. Ninh Bình 64.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam phổ biến mức giá dao động từ 62 cho đến 64.000 đồng. Trong khi đó Thái Bình là 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động. Sơn La có mức giá 64.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương này đang chịu ảnh hưởng nhiều của mưa lũ trên diện rộng, cho nên nhiều người dự đoán rằng có thể vài ngày nữa giá heo hơi vẫn không có sự biến động. Hòa Bình phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Cục Tân Lạc và Lạc Thủy nhiều nơi báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở cục Trung Du có đàn heo lớn như cục Phú Thọ có mức giá 64.000 đồng, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, nhiều nơi đang báo giá 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Thái Nguyên từ 63 cho đến 64.000 đồng, Bắc Cạn 64.000 đồng trên 1 kg, quanh cuộc Ba Bể đang có mức giá này. Tuyên Quang phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Trên địa bàn Quảng Ninh trong ngày hôm nay duy trì mức giá nhỉnh hơn là 64 cho đến 65.000 đồng. Lạng Sơn có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lào Cai, Yên Bái phối mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Hà Giang cũng có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng phổ biến giao quanh từ 63 cho đến 65.000 đồng. Và Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng báo giá tương tự. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục yên thế của Bắc Giang. Hay khu vực Lục Nam có mức giá bình quân 64.000 đồng, heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương thì nhỉnh hơn một giá. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung, đặc biệt khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì mức giá nhỉnh hơn. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hộ chăn nuôi còn báo giá lên đến 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đây là bắt nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương với số lượng ít các bạn nhé. Còn heo trại thì hầu như không có mức giá này. Nghệ An ở khu Tân Kỳ hay khu Nghĩa Đàn đang có mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Hà Tĩnh phối mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình thấp hơn, dao động từ 61 cho đến 63.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự. Quanh khu vực Đông Hà có mức giá 62.000 đồng trên 1 kg. Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay phối mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá bình quân. Bình Định 60.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay ở khu Khánh Sơn nhiều nơi báo giá 61.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận 62.000 đồng. Hay đối với cục Bình Thuận trong ngày hôm nay không có sự thay đổi với mức giá dao động 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở cục Tây Nguyên như Lâm Đồng khung giá 62 cho đến 64.000 đồng phổ biến ở địa phương này. Đắk Lắk 62 cho đến 63.000 đồng. Gia Lai trong ngày hôm nay có mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum cũng ở mức 63.000 đồng, trong khi đó Đắk Nông phổ biến mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đặc biệt khu miền Đông Nam Bộ như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động 63.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dao động khung giá 63.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 63 cho đến 64.000 đồng.
Cục Tây Ninh 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 64.000 đồng. Bình Phước trong ngày hôm nay dao động khung giá 63.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây như Đồng Tháp 64.000 đồng trên 1 kg, An Giang ở mức 63 cho đến 65.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Cần Thơ 63.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với Hậu Giang cũng ở mức 63.000 đồng. Kiên Giang 64.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Kiên Lương, Giang Thành của tỉnh này đang dao động trong khung giá 64. Cà Mau phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Bạc Liêu cũng ở mức 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre 63 cho đến 64.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 64.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 63.000 đồng. Hai cục Tiền Giang cũng ở mức 63.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.